của cô á là nó bị canxi hóa hết rồi và có thể là nó bị viêm mãn tính nhiều lần, nó làm mũi mình thành bao sơ rất cứng. Dạ. Hôm nay mình sẽ mổ ra, mình kiểm tra, mình cắt lọc hết này. Dạ. Và cái trụ mũi này mình dựng lên xuống xương mình. Dạ. Tuy nhiên 70 tuổi dựng xuống xương là một vấn đề rất là khó, vì 70 tuổi cái xương mình bị canxi hóa hết. Nên bác sĩ cố gắng làm sao lấy được cái vỏ xuống xương để dựng được trụ mũi lên. Ha, làm cho mũi mình nó vững bền cả đời luôn. Wow. Nha. Dạ, dạ, chào bác sĩ. Này làm đúng không? Dạ. Rồi, dạ, coi đúng không? À, cái này hồi xưa mình tiêm silicone bao lâu rồi? Cái này hồi đó là sửa ở bên Mỹ, nó không có phải là tiêm mà nó để cái gì chứ cũng không biết. Mà tại sao nó lại cứng mà nó cục cứng như thế này? Dạ không biết, rồi cũng như là khoảng 20 mấy năm á, rồi mà từ đó tới giờ nó không có đau. Mà hồi đó thì không có thấy nó bự, nó đều, tại vì cái gương mặt của mình còn nhỏ thì nó đầy. Dạ. Bây giờ thì thấy cái ngay chính ở trên chỗ con mí mắt mình nè. Dạ. Thì thấy nó to. Gần 30 năm chưa? Chắc cũng chưa tới. Chưa tới một. Dạ. Rồi. Năm nay tròn 70 đó. Dạ. Ở Mỹ là ở bang nào? Dạ, em ở tiểu bang Texas. Texas. Của cô á là nó bị canxi hóa hết rồi và có thể là nó bị viêm mãn tính nhiều lần, nó làm mũi mình thành bao sơ rất cứng. Dạ. Yeah. Hôm nay mình sẽ mổ ra, mình kiểm tra, mình cắt lọc hết này. Dạ. Yeah. Và cái trụ mũi này mình dựng lên xuống xương mình. Dạ. Yeah. Tuy nhiên 70 tuổi dựng xuống xương là một vấn đề rất là khó, vì 70 tuổi cái xương mình bị canxi hóa hết. Nên bác sĩ cố gắng làm sao lấy được cái vỏ xuống xương để dựng được trụ mũi đường mũi lên. Ha, làm cho mũi mình nó vững bền cả đời luôn nha. Wow. Cho em làm chừng 30 năm là được rồi. Trời, 30 năm. Coi là thấy bác sĩ đã làm, em coi trong YouTube. Dạ. Yeah. Em rất là hài lòng. Mà em không biết cái lỗ mũi mình nó bị cái gì mà cũng không để ý luôn. Tới chừng mà coi ở trong YouTube bác sĩ làm nhiều cái ca đó. Cái em nói ủa tại cái mình mới nhìn lại mình. Nên da cái em mới nói là không, bây giờ phải về nhờ bác sĩ làm. Thì hôm nay mình mổ xong mình sẽ quay được video các ca mổ của cô rõ ràng để cô xem nha. Tôi làm mũi được 7 ngày. Mọi người cùng chờ xem kết quả của mình nha. Wow. Hiện tại bây giờ tôi rất là hài lòng. Tôi rất là vui. Và cái mũi cũ và mới của tôi đây này, tôi rất là vui. Cả nhân viên ở đây đều rất là vui vẻ. Với bệnh nhân á, thì rất là nhẹ nhàng, vui vẻ và hết lòng giúp đỡ. 10 trên 10 luôn. Good job. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.